chạy theo đi. Suốt ngày game bây giờ. Cái thằng nối giáo cho giặc kia đi về. Toàn nối giáo cho giặc đi về chỗ ngồi nhanh. Trừ bày ra. Trừ bày ra. Ừ, trừ bày mình yêu nhau đi ra. Thế cho nên là không thể bất chấp được. Bây giờ mình giới thiệu từng người nhá. Đây là Okay. Thì tôi quay là Long này người biết rồi. Đâu? Chưa biết nhỉ. Long là học cùng cấp 3. Tôi trẻ trâu. Đây là Hiền với cả Huyền. Huyền đây. Học cùng từ mẫu giáo. Ba cái giáo trẻ trâu cắm mưa đi. Còn đây là Khanh, bạn học cùng một cấp 2, không quen lắm. Rồi sao anh người cùng lớp mình ở trên trường. Còn trên là Hòa, học cùng đây cũng Long đồng lớp. Tiến với cả anh Trường trên là học cùng nhưng mà không phải cùng lớp. Ê em ạ. Đúng rồi đấy. Yeah.